qua, Sơn Tùng MTP nhá hàng poster cho MV mới mang tên Then No One Has Gone. Netizen ngay lập tức mở hội mẫu xẻ về tạo hình của nam ca sĩ. Nhiều người cho rằng diện mạo mới của Sơn Tùng trong poster rất giống với Daesung, Big Bang ở MV Still Love. Khi đặt hai hình ảnh cạnh nhau để so sánh, chúng ta dễ dàng nhận thấy mái tóc xoăn xù bông, mái bằng có độ dày gần chấm vai của Sơn Tùng có nhiều điểm tương đồng với mái tóc của Daesung. Điều đặc biệt là Big Bang chỉ mới comeback với sản phẩm Still Love vào ngày 5 tháng 4 sau 4 năm vắng bóng. Vậy nên nhiều người cho rằng Sơn Tùng không thể copy paste một cách nhanh như vậy được. Nhưng cái danh đạo nhái Big Bang đã gắn với Sơn Tùng từ xưa đến nay, nên vụ việc lần này anh chàng không thể tránh được những chỉ trích. Tranh luận chưa ngã ngủ thì mới đây Sơn Tùng vừa cập nhật lại avatar trên mạng xã hội. Hình ảnh mới nhất này có thể thấy anh đã quá mệt mỏi với mạng xã hội rồi và che mặt giấu danh tính luôn. Trong bức hình, nam ca sĩ gốc Thái Bình ngồi thu mình trong một góc nhà, tay ôm đầu, trùm mũ kính không để lộ gương mặt. Ngoài tấm ảnh đó thì trên mạng cũng rò rỉ khoảnh khắc Sơn Tùng đang ngồi thoải mái trên ghế với gương mặt đã hoàn toàn bị che kính. Những hài úp mở về câu chuyện trong MV lần này khiến các fan vô cùng hứng thú và mong chờ. Ngoài việc tung poster độc đáo để thông báo việc sắp comeback của Sơn Tùng, ca khúc lần này còn được mọi người quan tâm bởi đây là lần đầu tiên hợp tác giữa Sơn Tùng và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới Chris Gröninger. Producer này đã từng hợp tác với Lady Gaga, Rihanna, Demi Lovato, v.v. Sau lần hợp tác với Snoop đó thì với sự xuất hiện của Chris Gröninger, chúng ta có thể thấy được đồ chịu chơi của sếp. Tuy nhiên, trong poster được Sơn Tùng đăng tải trên fanpage lại đánh sai chính tả của vị producer này. Cụ thể, tên của producer người Mỹ đã được viết là Chris Gröninger thay vì viết chính xác là Chris Gröninger. Nhiều người cho rằng đây là sự thiếu chuyên nghiệp từ phía ekip sản xuất. Ngay khi phát hiện lỗi sai đó, ekip đã nhanh chóng gỡ bỏ và thay bằng tấm poster khác. MV chưa ra mà bên phía Sơn Tùng đã gặp phải nhiều tranh cãi và sóng gió đến như vậy. Liệu đây có phải là một điềm báo cho một MV khi đăng tải lên sẽ gặp phải những lùm xùm, hay đây là tiếp tục là một sản phẩm thành công đến từ Sơn Tùng hay không? Hãy cùng chờ xem nhé.